tét nè, hai cây bánh tét hồi bữa để tủ lạnh đó các bạn. Hai cây bánh tét hồi bữa là kêu để tủ lạnh á. Đó, bữa kêu nè, hai cây bánh tét bữa kêu để tủ lạnh nè. Đó, tét để tủ lạnh bữa giờ mấy ngày nè. Bánh tét chuối các bạn. Này kêu lấy bánh tét đây, kêu chiên hết lên luôn chứ để lâu ăn không ngon. Nè, bánh tét chuối nè. Đó, bánh tét chiếu lá dưới nè. Nó nhìn màu lên đẹp dễ sợ ha. Chiên lên, ha, bánh tét để tủ lạnh nên nó gì nè. Cứng dễ sợ. Rồi, bây giờ kêu cắt tiếp cây bánh tét thứ hai nè. Cây này không phải là cây chuối nha. Cây này là bánh tét thường nè. Bên đây nè, nhìn nè. Các bạn nhìn bên đây nè. Đó, tưởng bánh tét chay. Nhìn bên đây là có thịt mà nó ở trên nó không có đó. Đó. Còn nói gì nữa. Rác nào rác nấy à. Để dễ sợ các bạn. Còn nói gì nữa, rồi bây giờ là kiều gỡ ra là kiều chiên lên ăn ha. Rồi bây giờ là kiều cho vào ha, kiều cho vào ha. Cho vào nè. xiên đã ha. Rồi giờ là nó vàng rồi nè các bạn thấy không? Miếng này nó vàng nè. Giờ tôi gọt miếng này lên nha. Phần chúa bên trong nó đen ha, phần chúa bên trong nó cháy đen rồi. Bây giờ tôi lọc miếng đây nha, mẹ ăn nó bụng quá bỏ gì bỏ vô nhiều nó hơi khó. Rồi bây giờ là kêu làm bánh chén nướng trứng, bánh chén kêu mua nè. Nguồn nguyên một hộp luôn, chưa ăn cái nào hết mà tự nhiên giờ dở đây còn hai cái không hiểu nổi luôn á. Bánh tráng mì ha, bánh tráng mì trắng nè, hai trứng nè. Cái này là tôm khô ha, tôm khô size bự nè. Tương ớt ha, hành. Này là chi phô mai. Cái này là hành tây. Cái này là hành khô, hành chiên khô. Cái này là chè bông ha, rồi bắt đầu vào thôi. Rồi bây giờ em bỏ cái chảo lên cho nó nóng nè. Nóng cái chảo cho miếng bánh vô. Tiếp khô nguyên một bịch khô luôn nè. Và trong này ít chè bông ha, chè bông nó ngon. Chè bông nhiều vô. Hành phi. Rồi cái này các bạn, hồi nãy giờ là kiều đợi cái bánh này nó cũng lâu chín nè, nó dày quá, cái bánh chén nó dày quá rồi, bây giờ nó cũng đã giòn nó chín rồi, các bạn thấy ngon không? Rất là hấp dẫn luôn không các bạn ha. Nhìn một phát là thôi cho mê luôn. Rồi bây giờ kêu cho tương ớt lên. Rồi bây giờ là kêu cho vào bánh chén này ha. Bánh chén này nè. Đó, kêu cho vào một cái bánh chén ngon lắm. Rồi một cái bánh chén. Hành vào.
hành. Cho hành vào. Cho hành vào. Cho vào trong này mấy con tiếp khô nha, mấy con tiếp khô. Tiếp khô. Cái này là tôm khô luôn chứ tiếp khô gì nữa. Sai quá bự. Sai quá bự. Quá hấp dẫn chưa? Rồi kiểm tra về trong này một ít trà bông ha. Trà bông. Cho vào trong này ít trà bông nha. Cho vào trong này trà bông. Rồi. Cho vào trong này là hành hành phi. Cho vào trong này là hành phi. Rồi, Kiều cho lần đầu tiên Kiều làm bánh tráng trứng nè. À, đổ ra ngoài ha, chưa kinh nghiệm là bây giờ cho. Quá hấp dẫn luôn. Rồi, bây giờ là Kiều kịp lại nha. Cho bánh chén vô là cho cái này lên liền các bạn à, chứ không mà nó cái nó cong lại. Cho miếng hành vô nha. Rồi. Cho miếng chả bông vô nha. Rồi kiểu cho một ít hành hành phi vào luôn ha. Rồi giờ kiểu cho miếng tương ớt lên nè. Hấp dẫn liền. Rồi bây giờ kiểu vớt ra nha. Rồi đây nè các bạn ơi, rau. À, bánh chén nướng trứng nè, tôm dễ sợ đẻ, hấp dẫn ha, rau dễ rau quá sẽ đẻ luôn. Nước mắm, nước mắm không thích ăn cay nhiều nên bỏ ít ớt ít nè. À, vừa món đây, bánh tiết chiên quá sẽ ngon luôn ha. Rồi hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Sofa Kiều Family USA. Con gái chè cô chú, chè cô chú đi. Rồi, Sophie thì đang ăn kem nè. Kem rất là ngọt nha, bọng nước không có hột luôn nè. Kiều lột sẵn rồi, giờ cho bé ăn kem. Đó, rồi hai vợ chồng Kiều thì ăn gì đây? Hai dĩa này là bánh chén nướng trứng. Một cái là bánh chén nướng trứng mèn, cái là bánh chén nướng trứng bình thường. Cái này là lần đầu tiên Kiều làm luôn á. Lần đầu tiên Kiều làm luôn. Và cũng nhiều năm rồi, chắc 3-4 năm mới ăn lại cho các bạn xem nè. À, cái này là nướng mì, nướng lâu chín á, tại cái bánh tráng nó dày cui à, nên ngon dễ sợ luôn ha. Ai nhìn hấp dẫn không? À, hấp dẫn, con ăn con này không được, con này là bánh tráng nó cứng á. Rồi cái này bánh tráng là Kiều nướng với bánh tráng mềm nè. À, một cái Kiều kẹp, một cái để gì nè. À, hấp dẫn ha. Còn đây là bánh tiết chiên. Bánh tiết chiên, à, đây là bánh tiết chiên. Đó, rồi cái này là dưa món với cà rốt. Nè, rau cuốn ăn kèm chung và nước mắm. Lấy đũa không? À, cũng vậy thôi. Đó là cái này cũng này. Ở miệng ăn. Sao ngon không? Anh ăn thêm tương ớt không? Tại anh thấy tương ớt nó cay rồi, để vậy được. Hai cái thì chồng cái Kiều có cho Kiều ăn ha. Mời cả nhà cùng ăn bánh tiết chiên và bánh tráng nướng trứng với vợ chồng Kiều nha. Bánh tráng nướng trứng mới ấy xong á, thật lọc tranh thủ ăn liền. Tại vì để ăn lát nữa là nó không có giòn nữa các bạn. Bánh trứng là món người nhà Trang hả? Là món hẹp phố á.
Mai thì khó. Còn không, không, không bao giờ biết món này luôn. Món này là bắt nguồn từ Sài Gòn chứ đâu. À, không biết. Tại chồng kêu anh qua Mỹ bê mấy năm, anh biết món bánh tráng nướng trứng là bắt nguồn từ Sài Gòn rồi. Sài Gòn hot dễ sợ, hot năm nay ra Nha Trang của Kiều. À, không, mình mình lấy kéo cách cái này ra. Cái này cho nước mì ngon á. Ăn nó vui vui mì á. À, nước mì á. Để nó hẻ dày dễ sọ. Mì ăn không? Mì ăn nghĩ ăn cái này được. Cái này cứng. Cứng hả? Rồi con làm cái này thêm lên. Không. Bữa nay Hồng là quay làm cho bánh Di Hồng ăn món này. Có lý hơn anh ha. Ngon. Bánh này nó ăn á, ăn cho vui, ăn cho ngon nữa. Ngon không? Quá xé đẻ luôn các bạn. Cái món này 3 năm mấy kiểu mang lại nè. Trời thích thích nó đẻ vậy sợ. Mới vừa ăn được nửa cái trời nó đẻ. Cái này á cái suất của Kiều ăn không phải là một cái như thế này đâu. Tại vì chẳng qua là nó mình chiên tới đâu mình ăn tới đó, nướng tới đâu mình ăn tới đó, chứ không là nó không có giòn. Rồi ok nè, 10 giờ nửa cái ăn nè. Đó. Này, để cái ăn luôn. Ngon. Ngon mà. Cứng, cứng, cứng. Ừ, ăn cái này nó cứng hơn ha. Cái này nó mềm hơn. Cái này ăn cho vui miệng cho ngon. Uống muỗng nhỏ chứ, nhỏ bự quá. Muỗng này con. Sao vậy? Ăn muỗng này nhỏ rồi, muỗng bự quá. Dứt lắm. Ăn, con ăn đi. Ăn đi con, ăn đi. Mềm ngon. Này là trứng hành phi, chè bông, tôm khô, hành lá. Nhà móc mua, móc mua gọi bánh tráng mở ra cũng là bài tao cuốn mà hỉ tà nó là mềm 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 lắm. Khỏi là cũng ngon lắm. Biết không? Bằng bằng bảy á, một cái loại bánh tráng nó mềm xèo á. Cuốn. Giá thì cũng cuốn làm thêm mấy cái nữa ăn hả vậy. Này trứng quá, mềm ngon hơn. Mềm ngon hơn không? Nếu làm thêm nha, biết không? Quá trứng. Trời nào làm thì nó lâu quá, nó ăn á, nó mềm. Đây là bánh tráng nướng mì. Bánh tráng nướng mì các bạn. Dạ. Cứng quá. Dày quá, ăn nó cứng không? Ăn ngọt nó gãy, gãy ăn. Bánh tráng đi ăn nướng trứng ngon hơn ha mà. Nhúng nước chứ nữa không? Bánh trắng này. Cái mềm. Bánh tráng nước mà nó nhúng nước làm sao? Đúng à. Không? Cái loại bánh tráng mềm đen, loại loại bình giòn giòn lắm đó, nó ngon. Trắng. Cái loại mềm. Đó. Có hai loại, cái này loại cứng. Loại dày. Có một bánh tráng loại mì, mà nó mềm nó mỏng á. À. Mì mềm mềm mỏng ăn nó ngon không? Có bỏ này ngon. Còn cái này là bánh tráng mì cứng là mình nướng than. Ăn nó giòn ngon. Cứng quá. Thôi giờ chuyển qua ăn bánh mỏng ra ngon hơn ha. Lát nữa anh ăn thêm lát anh. Lát nữa mình làm thêm mấy cái thôi, ăn ngon, đúng rồi. Nhanh lắm. Một cái đem chừng phút, phút đủ xong ăn. Nhanh ngọn liền á. Chừng 2 phút là có bánh ăn. Rồi ok. Mình tiếp. Mình tiếp. Rau à. Cũng rau vô ăn. Em muốn nước mắm cho. Nhớ ngon không tại giờ. Muốn mắm không? Khỏi trong, cho ăn ngọt nào. Không? Chan lên vô trên hộp nó chấm. Chan vô ăn luôn hả? Ok, muốn ăn sao? Hay là mình ăn chuối, không cần. Ăn sao?
ăn rồi kêu tao đây. À, kêu lại bánh nè. Bánh tét chiên. Bánh tét chiên chắc 8-9 năm mà kêu mới ăn lại nè các bạn. 8-9 năm mới ăn lại. Cái mà để trong tủ lạnh cái chiên hả? Đúng rồi, bánh để trong tủ lạnh chiên, còn bánh nó để ngoài là em để ngoài. Đó là bánh tét chiên là 8-9 năm mà kêu mới ăn lại. Lý do làm biến chiên. Hồi bên Việt Nam á là vì em mới chiên á thì em ăn, còn không thôi cũng không ăn luôn. Đó, bởi vì lý do vậy cho nên 8-9 năm rồi mới ăn. Mà có nhiều lúc mẹ ở nhà chiên á mà Kiều không có ở nhà, Kiều cũng không có ăn. Đâu đó là không ăn. Chứ là nào giờ Tết á Kiều hay ăn bánh tét người ta làm nấu rồi á. Cái bánh tét chiên này hồi mẹ Kiều chiên cho Kiều á, Kiều ăn, còn không thôi Kiều cũng không có chiên. Bánh cuốn nè. Đó, bởi vì là cho nó là 8-9 năm rồi mới ăn. Với lại cái lý do thứ hai nữa là nhiều khi mì chiên mà không có ở nhà cho nên là không có ăn. Mà qua bên đây mấy năm nay cũng không có ăn bánh tét chiên, tại vì kiểu thích ăn bánh tét bình thường hơn. Tại bánh tét bình thường á có nghĩa là nấu chín rồi chứ mình cắt ra mình ăn. Còn bánh tét chiên lặt rau lặt đồ chấm mắm thì sẽ thấy nó cầu kỳ quá. Mà giờ lỡ có mấy cái bánh tét nó đang để trong tủ lạnh á, mà giờ hôm nay rồi quay ăn món ngon lên phô để sẵn gì chọn cuốn nha, đó chị chọn đó bên cuốn mình quay em với em bé ăn rồi còn không chọn à, ăn hết rồi còn nước mắm à. Cuốn cuốn ngon để không thì vậy để lấy em làm bánh tráng mềm ăn. Cái này bánh tráng mì nó cứng quá, bánh tráng kia ăn nó ngon hơn ha. Rồi lấy làm thêm, tại vì làm nó ăn liền chứ để không nó không có cái nó mềm mà không có ngon. Thời giờ này chịu ăn cái này nha, cái chín năm là ăn lại bánh tráng chiên à. Em bé ăn cuốn mà trái hả tối hả? Ăn cái on well vâng dặn ăn nó có giá trọng một hôm không có ăn uống hoàn toàn nha. Rồi, có ăn chấm mắm à? Ngọt hơn mắm. Bánh tét chiên chấm nước mắm. Em chiên bánh tét anh để nãy giờ cả tiếng rồi mà nó không giòn á. Ăn bánh tét chín trên mặt treo. Giòn á, đứng mở lạnh hơn. Đứng mở lạnh cứng. Tiếp mà nãy giờ chiên để nó tiếng hồ nè, cho nó nguội để ăn á các bạn. Nãy món còn giòn ăn lum lum lum. Nóng mà ngon. Nóng mà ngon là mình cầm tay nó nóng hay mà cầm. Chặn miếng mắm gì đây. Em miếng khác vô ăn tiếp. Hôm nay ở bên Việt Nam, bữa nay là tính giờ bên Mỹ á, là mùng 3 Tết. Hôm nay là mùng 3 Tết nha. Hôm nay mùng 3 Tết thì hồi khuya có mưa rồi, sáng nay cũng không mưa ha. Khuya hôm qua mưa lạnh ha. À. Mày nói sao nói cho mùa mùng 1 sao công nhận công nhận. Phải nói luôn một câu công nhận bữa mùng 1 hơn dễ sợ. Dự báo thời tiết nói mưa rốt cuộc cả ngày không có mưa. Thôi lỡ dễ sợ thôi luôn. Nó không mà mua thôi chứ bữa cũng đâu đi chơi được. Mình đâu có đi chùa được ta. Không nhận thôi dễ sợ thôi. Hôm nay là bên Mỹ là sáng mùng 3 Tết. Sáng á thôi à, tôi dậy sớm á. À, gà gáy là dậy liền à, 4:30 sáng, 5 giờ, 6 giờ là dậy. Dậy giờ gà gáy mà hai mẹ con cùng dậy luôn đó. Dậy xong mà nấu nướng dọn dẹp rồi này kia ăn uống hiện giờ chắc khoảng tầm 8:30-9 giờ thôi đó, là bữa ăn sáng của gia đình nè. Đó là bữa ăn sáng của gia đình nè. Bên Mỹ mùng 3 Tết là ở Việt Nam là 10 giờ tối mùng 3 Tết. Đúng rồi quên xíu chút nữa quên. Kiều ở Houston, Texas giờ á. Giờ ở Houston, Texas là bữa nay là 9 giờ sáng mùng 3 là Việt Nam là tối 10 giờ tối mùng 3.
ăn rất là bánh chích kia à, 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 ăn bánh chú luôn ăn em rất là bánh chú chồng quyền sẽ ăn bánh chú cái chuối á, chi lên cái phần chuối á, nó chặt, nó riêng lại chị thấy ăn bánh chích này không? À, ở quê em đâu có bánh chích chuối đâu. Ui, không có gì anh nữa. Nhà Trang không có bánh chích chuối. Nhà Trang không, không hề có bánh chích chuối. Người không ăn. Mình cũng không tiện ăn bánh chích gì à. Chợ cái bán. Không có. Nhỏ thì lớn là chưa ăn bánh chích chuối, quê Mỹ mới ăn á. Chỗ em mà nè giờ ăn còn bánh chiếc ha, bánh tét là có thịt ba chỉ đậu xanh kiểu ở Nha Trang nha. Bánh tét chỗ kiểu là có bánh tét thịt ba chỉ đậu xanh đậu phộng ha, hành nếp vậy thôi á. Chưa nè giờ là bánh chuối cũng thích, có anh thích ăn bánh tét chuối nguyên một cây bánh tét chuối kiểu không ăn một miếng nào nha. Cầm kìa là ăn bánh chích ăn hết luôn á. Hồi nãy em tính chiên hết một cây rưỡi luôn á. Thôi xong nghĩ lại thôi chiên tới đâu ăn tới đó nên em chiên một cây. Một cây bánh tét là kiểu cắt nửa cây bánh tét chuối, nửa cây bánh tét nhân đậu xanh thịt là 10 lát, 10 lát là một cây á. Còn nửa cây đậu xanh ở trong tủ lạnh á. Nửa cây nhiều lắm mà. Ừ. Không hai cái mà gần gặp là một cây à. Đúng đấy. Cây nó dài. Hôm bữa giờ anh đi làm lên chỗ làm anh vui không? Ăn Tết rồi Việt Nam sao? Đầy Tết là chán lắm. Mấy người đi làm họ đem theo bánh tét đi làm không? Không. Không lấy gì đó. Không hả? Ủa, đợi anh nhớ đợi em làm hồi đợt trước đi làm mấy người đã sách bánh tét lên chỗ làm ăn á. Ủa anh ăn xong rồi hả? Ủa anh ăn xong ăn ở đây nè. Rồi xong Kiều mới xuống làm thêm hai cái bánh chén nướng trứng nữa đây nè. Hồi nãy ăn có 1 cái chưa đủ đồ xuống làm thêm ăn. À, anh chồng Kiều thì anh đi xúc miệng rồi nên giờ kêu anh ăn, anh kêu anh mới xúc miệng xong tất thì á nên giờ anh ăn anh mất công xúc miệng lại nè không ăn. Còn đụng luôn các bạn ha. Bánh này nó cũng dễ làm, bỏ lên nó chẻo ấy rồi vậy thôi, nó cũng dễ. Nó cũng lấy gì. Bánh là dễ làm tại nhà ăn tại chỗ cũng đơn giản mà cho chú ăn hành phi cơm chạy bông thêm chút xíu tương ớt là xong. Nhanh cái này con chưa ăn được, cái còn cứng lắm, cứng ăn thử quá. Cứng lắm. Vậy hồi bữa là em với anh đi thấy người ta múa lân đốt pháo rầm rầm không? Nhưng mà nhiều, chủ nhật này cũng nhiều. Ừ, chủ nhật là họ chơi lấy cái mùng Tết á, mùng 1 đúng không? Hội chợ rồi đó. Ừ, cuối tuần này có hội chợ nè, hy vọng mà đừng có mưa.
cho mua là ớn lắm. Mẹ em cũng quên coi không biết không biết chủ nhật tuần này, thứ sáu thứ bảy chủ nhật tuần này là 3 ngày hội chợ liên tiếp ở chùa Liên Hoa, chùa Liên Hoa Houston Texas. Ba ngày hội chợ xuân là từ sáng đến tối luôn, thì buổi tối là 6 giờ đến 8 giờ sẽ có ca sĩ tài hát. Chùa Liên Hoa ở đường Howell Sugarland. Nói chung là mình bấm trên Google Maps á, mình bấm trên Google cũng được, mình bấm chùa Liên Hoa Houston Texas là nó hiện ra Bila Sugar trên đường Howell Sugarland đó, là nó ra liền. Chồng chị là ăn bánh này cho mấy đứa tuổi tinh tinh có gì kiểu thích á, có mười mấy tuổi cũng thích á, mà Việt Nam được ăn hoài gì quá khá đẻ luôn. Thèm lâu rồi mà làm biếng nấu xong rồi sau này cứ quên không nhớ luôn. Như nãy kiểu đang làm mà bánh tét chiên ăn xong sực sực nhớ sao cứ nhớ đến bánh chén này làm luôn á. Cái này tết cũng không có chỗ nào để chụp hình tết trơn chỗ các bạn, chỉ đi tới chùa có chụp hình tết, hoặc là mình tới những cái chỗ mà nhà hàng Việt Nam ở chỗ, chắc ở chỗ Kim Sơn ha. Kim Sơn này nó có chụp hình á. Hồi 2020, Tết 2020 hồi đợt kiều bào bé có đi đến Kim Sơn ăn dim sum á, ở trên lầu á thì có buffet rồi điểm sắm á, còn ở phía dưới là họ có trang trí một tí xíu để cho người dân Việt Nam mình chụp hình đồ các kiểu này kia đó.